đừng xét đoán. Matthew chương 7 từ câu 1 đến câu 5. Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em, hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Xin thân ái kính chào anh chị em. Hôm nay là ngày thứ hai, 26 tháng 6 năm 2017. Và chúng ta cùng nhau chia sẻ lời hằng sống trên đoạn tin mừng Matthew chương 7 từ câu 1 đến câu 5. Chúa Giêsu có một cái đường lối sư phạm rất là bình dị và gần gũi, nhất là gần gũi với người dân nghèo. Hôm nay Chúa Giêsu dùng các cái ví dụ ngay trong đời sống con người ta. Thứ nhất là cái đấu để đong thóc. Chúa Giêsu muốn đặt chúng ta vào trong một cái tương quan hình tam giác cân. Xin lưu ý là tam giác cân, Thiên Chúa ở trên đỉnh, còn ta với anh em của chúng ta thì ở hai góc của đáy tam giác. Chúa Giêsu bảo là anh em xét đoán lẫn nhau như thế nào thì thầy cũng xét đoán anh em như vậy. Chúa Giêsu dùng cái ví dụ là cái đấu để đong thóc. Ngài bảo là anh em đong cho người khác như thế nào thì thầy cũng đong cho anh em như thế. Vậy một cách nào đó Chúa Giêsu muốn nói Ngài đứng về phía người nghèo, đứng về phía những người tha nhân của chúng ta. Đến nỗi mà khi chúng ta cư xử như thế nào với người tha nhân, với người anh em, nhất là những người nghèo, thì cũng chính là ta đang cư xử với Chúa Giêsu. Rồi Chúa Giêsu lại dùng cái ví dụ cái xà trong nhà và cọng rác ở nơi mắt người ta để làm nổi bật vấn đề hơn nữa. Một đằng thì cái xà nó rất là to và nó rất là nặng, trong khi đó thì cái cọng rơm cọng rác thì nó quá nhỏ và quá nhẹ. Vậy mà lắm khi chúng ta đã xét đoán chi ly và bắt ne bắt nẹt anh em mình chỉ vì những cái rất là nhỏ, không đáng gì, trong khi chính bản thân của chúng ta thì đã đang phạm những cái tội lỗi tày đình. Ta không tự thấy, hoặc là ta không muốn tự thấy, vờ không thấy, lấp liếm che đậy bằng cách lu loa to mồm về một cái lỗi nhỏ của người khác. Ta thu hút sự chú ý của mọi người về cái sai lỗi của người khác để mọi người không nhìn thấy cái sai lỗi ở nơi ta. Thật ra Chúa Giêsu không có du di bỏ qua những lỗi lầm nhỏ khi người ta phạm lỗi đâu. Nhưng mà Ngài muốn là bản thân cái người phạm lỗi tự sửa mình, sám hối và hoán cải, làm tất cả những cái đó trước đi, rồi mới đủ tư cách để mà sửa lỗi, để mà góp ý cho anh em của mình. Cuối cùng thì chúng ta thấy đằng sau tất cả những cái gọi là xét đoán, những cái gọi là cư xử đối đãi với nhau đó, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã bộc lộ ra cái lẽ công bình của nước trời. Mà đây không phải là lẽ công bình nghiêm ngặt, khắt khe, mà là một cái sự công bình dựa trên cái nền là lòng thương xót. Ngài bênh đỡ những người thấp của bé miệng, những kẻ bị người khác chà đạp hà hiếp. Ngài lên án những kẻ đạo đức giả. Ngài không muốn chúng ta bị dính vào cái men của người biệt phái Pharisêu, để rồi chúng ta cũng có cái thái độ xét xử, xét đoán chi ly như vậy, hà khắc như vậy đối với người anh em của chúng ta. Còn trong thực tế của cuộc sống chúng ta hiện nay, xã hội cho chúng ta thấy có rất là nhiều cái tệ nạn nó đang nảy sinh, càng ngày nó càng lan tràn và nó càng
gọi là tác yêu tác quái, làm cho cuộc sống của chúng ta càng ngày về luân lý, về đạo đức nó càng suy thoái. Xin lấy cái ví dụ ở nhà thương. Khi gia đình có một cái người bị bệnh nặng hoặc là tai nạn cấp cứu phải đưa vào nhà thương, thì người ta sợ rằng sẽ bị phân biệt đối xử, nên người ta bảo là đồng tiền đi trước đồng tiền khôn, nên người ta rải tiền để đút lót các y bác sĩ, cả đến người lao công, chỉ mong là cái người thân của mình được ưu tiên một cái gì đó, được giải quyết một cái chế độ nào đó, nó hơn người khác, nó trước người khác, nó nhanh hơn người khác. Và chính vì cái ý muốn đó, thật ra nó là ý muốn tốt cho người thân của mình, nhưng mà nó lại gây ra một cái sai lạc ở trong cái tương quan. Và thế là nó xuất hiện một cái tình trạng là các y bác sĩ vòi vĩnh, thấy là mình có một cái quyền trên cái sự sống, sự chết của người khác, nên phải đút lót cho họ. Họ đưa ra cái biểu giá, họ muốn phải thế này, phải muốn thế kia. Tiền đã lo liệu xong xuôi hết rồi thì bệnh nhân mới được cấp cứu. Lại một cái ví dụ khác ở ngoài đường, chúng ta thấy cái anh công an giao thông, thật ra là họ giữ một cái an toàn về giao thông ở ngoài đường cho người ta giữ luật đúng đắn, không có gây tai nạn. Thế nhưng mà khi mà cái hệ thống về pháp luật nó không có nghiêm chỉnh, thượng bất chính thì hạ tắc loạn, nên cái người công an cũng đi đến một cái tình trạng là vòi vĩnh, nạt nộ, đe dọa, làm cho cái người bị phạt ấy, sợ mà phải đút lót để mà lo liệu cho nó xong chuyện, không có bị dây dưa, không có bị tịch thu bằng lái, không có bị giam xe, đi tới đi lui mất thì giờ. Vì thế lại có cái hiện tượng là hối lộ cho nó xong. Một cái tội có thể phạm nó, vi phạm nó là hết 500 ngàn, nhưng mà người ta sẵn sàng hối lộ 300-400 để giải quyết thật nhanh, thay vì tốn đến 500 ngàn. Cái đáng nói là khi người ta hối lộ xong, đáng lẽ người ta cảm thấy áy náy day dứt về cái lỗi lầm mình đã phạm, nhưng mà cái người hối lộ lại không thấy điều đó, mà đi nói với người này với người kia, là chửi anh công an này, chê trách anh công an kia, nó vòi, nó vĩnh, nó bắt tôi này, cuối cùng tôi phải cho nó ăn mấy trăm. Chúng ta quên mất rằng hối lộ là một tội xấu, nhưng mà cái người đưa hối lộ thì tội nặng hơn cái người nhận hối lộ. Có thể là người ta vòi vĩnh đòi hối lộ đó, ta đã hối lộ, tức là một cách nào đó ta đồng lõa với cái xấu, nhưng mà ta không thấy cái phần lỗi phía mình, ta chỉ xét đoán cái phần lỗi của người khác. Công an hay là y bác sĩ mà đòi ăn hối lộ thì đó là sai rồi, nhưng mà chính người đưa hối lộ, và đặc biệt là người công giáo chúng ta, thì phạm vào cái tội đưa hối lộ thì xét ra về tư cách đạo đức của chúng ta còn tệ hơn cái người ăn hối lộ. Và xét ra cái mức độ vi phạm lỗi lầm của chúng ta trước mặt Chúa lại là lớn hơn cái tội của người ăn hối lộ. Vì thế thưa anh chị em, đạo của Chúa muốn chúng ta sống một cách thanh thản, bình an, vui tươi, không có quá bận tâm vào những tội này, tội kia, cái làm cái này có tội, làm cái kia có tội hay không. Nhưng tối thiểu chúng ta phải có một cái lương tâm đủ nhạy bén để mà chúng ta thấy đến đâu thì là tội, mà chúng ta đừng bao giờ để lọt vào trong cái cạm bẫy của ma quỷ. Chúng ta không phạm lỗi tốt rồi, nhưng mà chúng ta cũng lại phải tập thêm một cái nhân đức là không xét đoán người khác. Khi xét đoán người khác thì ta đã tự đặt mình cao hơn người đó, ta đã tự cho mình là tốt hơn người đó, ta mới có quyền xét đoán người kia. Thật ra nếu như ta tự xét mình thì có khi những lỗi lầm khác của chúng ta phạm còn nặng nề hơn cái lỗi của người anh em chúng ta. Anh em đong đấu nào thì thầy cũng đong đấu ấy cho anh em. Anh em hãy tự sửa mình trước đi, rồi đi sửa lỗi cho người khác. Xin Chúa cho chúng con khi lắng nghe bài tin mừng này thì một mặt xét mình, một mặt tạo lập lại những mối tương quan đối với anh chị em của chúng con, không dựa trên lòng xét đoán, nhưng dựa trên sự bao dung và tha thứ của chính Chúa Giêsu. Amen.